Vâng, em xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác hai cái mẫu bơm giải nhiệt, bơm nước nóng, bơm tuần hoàn liên tục 24 trên 24, sử dụng để chế vào exciter hoặc là lắp bơm phụ trợ cán nước ô tô. Hai cái mẫu bơm này thì nó là đều là sử dụng điện áp 12V các bác nhé, 12V, công suất 20-25W. Và đều có kích thước ống ra là ống 21, lưu lượng của nó khoảng 25 lít một phút và đẩy cao 3 mét. Đó, các cái dòng bơm này thì nó đều là những cái dòng bơm chịu nhiệt độ cao. Thiết kế vỏ của nó dày và bên trong ruột cũng dày để mà chịu được cái môi trường nóng, tức là chịu cái nhiệt độ cao nó phát ra từ cái động cơ của xe là một, và thứ hai là chịu được cái nước nóng khi mà quá trình chúng ta bơm tuần hoàn. Thế thì những cái dòng này thì nó được thiết kế bằng cái động cơ không trồi than DC 12V. Thì yêu cầu là các bác phải sử dụng ở đâu đúng âm dương là cái đầu tiên. Và thứ hai là những cái dòng bơm này thì nó chuyên là sử dụng để bơm tuần hoàn chạy suốt cả ngày đêm. Nó hỗ trợ cho việc mà chúng ta làm mát động cơ của xe, động cơ máy nổ. Bác có thể sử dụng con này để lắp cho các cái đầu máy nổ cũng được, làm mát các động cơ 4 4 kỳ đấy. Động cơ đốt trong 4 kỳ, chúng ta bơm nước tuần hoàn để làm mát, giải nhiệt. Đấy, thì công dụng của những cái dòng này là như vậy, nó hình thù của nó nhìn thì nó hơi ngố ngố tí các bác ạ. Hơi ngố tí nhưng mà nó rất là bền nhá. Trông nó giống như Nga ngố. Nhưng đây là cái hàng của Trung Quốc người ta thiết kế. Nhưng mà Trung Quốc thì Trung Quốc nhưng mà nó rất là bền các bác nha. Động cơ không trồi than thì có lẽ là nếu ai am hiểu thì các bác ấy là sẽ biết được cái động cơ không trồi than của chúng ta nó bền bỉ như thế nào. Và yêu cầu đối với cái dòng bơm này là các bác không được cho cặn vào bên trong. Khi mà có những cái rác lớn chui vào trong buồng bơm thì máy nó sẽ dừng hoạt động để nó bảo vệ động cơ các bác ạ. Khi đó là chúng ta phải tháo cái con ốc này ra và tiến hành tháo cặn, vệ sinh lại buồng bơm. Đó là cái lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng nhé. Đấy, cái mẫu bơm này thì bên em nhập về là nó không có cái dây điện đâu này. Đây con này này. Thì em đã mua rắc về và kết nối cho nó. Đây, kết nối cho nó chắc chắn luôn, các bạn yên tâm. Hiếm nơi nào mà làm được như em luôn. Mua sẵn rắc về và liên kết sẵn vào đầu máy bơm để các bác trong quá trình sử dụng nó đơn giản, không có mua về mất công chế cháo linh tinh mệt lắm. Còn cái mẫu này thì người ta lại cho rắc luôn này. Đã kết nối luôn nha các bác nha. Đấy thì những cái dòng này thì em đã từng có video test rồi. Đấy, nó chạy rất là ok luôn, rất là nhiều nước. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng cái kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.